Vô đi. Anh. Ủa, anh tưởng cuối tuần em mới về chứ. Thì người ta nghe anh bị bệnh cho nên tranh thủ giải quyết hết công việc về đây thăm anh nè. Anh thấy trong người sao rồi? Anh cũng còn hơi mệt. Chuyện chụp hình cưới của tụi mình á, chắc là dời lại nha em. Anh sao vậy? Chuyến đi của mình còn hơn một tuần nữa mà. Nè, có phải là vì cô Phương đó không? Không phải, là do anh mệt trong người thôi. Đừng có giấu em, trước giờ chưa có chuyện gì làm cho anh bị tác động, khiến anh phải mệt mỏi nằm nhà mấy ngày như vậy. Cô Phương mất tích thì có liên quan gì tới anh? Hai người đã chia tay rồi, anh còn lo cho cổ làm gì? Anh đã nói là không phải. Thôi, anh không muốn tranh cãi với em nữa. Anh thấy mệt quá, anh muốn nghỉ ngơi một chút đi. Anh đang đuổi em đó hả? Anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Em nghe nè chị Gấm, cô có hai công an đến tìm cô nè. Công an? Dạ. À, đó, chính cổ thuê tôi làm, chứ tôi không biết gì hết á. Nè, mọi lại muốn gây sự gì nữa đây? Sao lại đi tố cáo Vi? Anh tới cũng đúng lúc lắm. Đỡ phải mất công một chút nữa, mấy anh công an phải đi tìm anh. Chúng tôi đã tìm được cô Hoa. Cổ khai rằng chính cô Vi đã thuê cổ tông xe, làm cho con Phương phải nhập viện rồi sảy thai. Chưa hết, cổ cũng được cô Vi thuê báo tin cho bà Thanh chuyện tôi với ông Hải, rồi quay clip tung lên mạng. Anh còn gì để chối nữa không? Tại sao em làm những chuyện đó? Anh thật sự không ngờ. Thì tại vì em yêu anh thôi. Em đã từng nói với anh, dù cho anh có bao nhiêu cuộc tình thì em vẫn bỏ qua cho anh. Nhưng mà em không chấp nhận. Anh thật lòng yêu bất kỳ cô gái nào khác ngoài em. Anh đã nói là không có yêu Phương. Anh còn dối em nữa hả? Anh không yêu cổ, mà tại sao không nỡ bỏ đứa con đó? Anh không nỡ thì để em làm thay anh. Em không muốn anh cứ dây dưa không dứt như vậy. Hôm ở Đà Lạt, anh đã đưa cổ đi cấp cứu. Chính mắt em đã nhìn thấy. Taxi của em chạy sau taxi của anh. Anh còn chối nữa hả? Anh chỉ tình cờ gặp cổ dưới đường, thấy cổ bất tỉnh cho nên mới đưa cổ vô bệnh viện thôi. Mình đã quen nhau 20 năm rồi, em có thể nhìn được biểu hiện của anh là có thật lòng hay không? Đó không phải là một cú đạp xe, mà còn là đòn tâm lý. Cô cố tình muốn đánh vào em tôi nữa đúng không? Tôi đã tìm hiểu Phương. Phương là một người có phần ngây thơ và mới bước vào đời, chịu áp lực kém và thiếu khả năng tự bảo vệ mình. Khác với tôi và cô, với người như anh Quân thì sẽ bị thu hút với người có tính cách đối lập và cần được anh bảo vệ. Em nói có đúng không? Cô đúng là thâm độc mà. Cô muốn đẩy con tôi vô đường chết hay sao? Bà đừng tự suy diễn. Cô muốn chết, tôi cản cô được sao? Cô... Anh biết là em yêu anh, nhưng mà em lại dùng thủ đoạn như vậy, anh không thể nào chấp nhận. Anh Quân! Anh Quân! Cô đứng lại! Cô chờ đó, sẽ có người làm việc với cô. Bà Thu! Kêu lớn vậy? Tôi sợ kêu bà không nghe. Trời ơi đất ơi, làm như tôi bị điếc vậy. Bà đi đâu vậy? Đi đâu đây? Kiếm con Phương hả? Tôi với thằng Kiệt ráng chạy mấy ngày nữa kiếm nó coi sao. Nè, chị về giờ này sao rồi? Chị buồn lắm. Tôi không ngờ số của chị lại khổ như vậy. Hồi xưa đã khổ rồi, 20 năm sau cũng khổ tâm đủ thứ. Bây giờ tôi chỉ cầu mong thằng An nó đừng có liên quan gì tới vụ con Phương. Nếu không, không biết chị Diệu sẽ ra sao nữa. Tôi cũng khuyên chị hai tôi, thằng Kiệt và con Thư, đừng có ép chị Diệu đi tố cáo thằng An nữa. Bây giờ chỉ mong kiếm được con Phương thôi. Thu, hay tôi với bà vô quán ngồi uống nước đi. Lâu lắm rồi hai đứa mình chưa ngồi uống nước với nhau. Ngồi cái gì mà ngồi? Ông kiếm con Phương thì lo đi kiếm đi. Tôi đi qua thăm chị Diệu. Bà lúc nào cũng vậy. Tôi vậy á là sao? Không thích thì tránh đi. Trời ơi, dễ gì.
tôi không dễ gì tránh ra xa khỏi mục tiêu giữa cuộc đời tôi đâu. Ông tào lao thiệt. Bà Thu, bà Thu, bà Thu. Anh cho tôi hỏi. Gì chị? Anh có thấy cô gái trong hình này không? Anh có thấy cô gái này ở quanh khu vực này không? Chị vô trong hỏi thử coi chứ tôi không biết. Dạ cảm ơn. Dạ không có gì. Dạ. Bánh này cô. Cảm ơn. Chị hai, chị mới gọi điện cho họ. Họ nói tối ngày mốt họ sẽ thu xếp cho mình qua Thái. Nếu không trục trặc thì mình đã đi lâu rồi. Nếu biết họ lề mề như vậy thì chị đã nhờ chỗ khác rồi. Em phải cẩn thận đó. Họ mà bắt được là mình tiêu đời. Dạ em biết rồi. Quyên. Anh Kiệt. Thì ra bao lâu nay cô dám gạt tôi. Không phải đâu anh. Tại vì hiện tại em bị dở nợ, không đủ khả năng chi trả, nên em mới đành phải trốn. Em không muốn liên lụy tới anh. Số tiền kia em chỉ định mượn tạm thôi. Sau này có tiền em sẽ trả lại cho anh mà. Cô đừng có đóng kịch nữa. Trúc đã nhắn cho tôi biết hết sự thật rồi. Cô chưa hề yêu tôi, chỉ lợi dụng tôi thôi. Trúc, em dám phản chị. Hai, em xin lỗi hai. Nè, cô làm gì vậy? Hai, tại em ấy nãy nhanh kiện thôi. Tôi nể chút tình nghĩa xưa, bây giờ cô mau lên công an đầu thú đi. Nếu không á, đừng có trách tôi. Em xin lỗi anh. Thôi được rồi, em đi với anh. Theo tôi. Kiệt, có chân. Kiệt. Kiệt, còn có sao không? Chị Diệu, chị có sao không? Không, Diệu không sao. Đưa nó lên công an đi con. Tôi hận mấy người. Tôi hận mấy người. Sao mày bất cẩn quá vậy hả? Chị hai, thôi mà. Đây là đồn công an đó. Tôi và thằng Kiệt vừa lấy lời khai. Chúng tôi đã nói rất nhẹ về cô với công an, để họ có thể xử lý nhẹ nhàng với cô. Dạ con cảm ơn gì. Họ bắt mình lên đây, em còn cảm ơn cái gì chứ. Tôi nói cho cô biết, công an họ vừa cho hay máy mà chị em cô bị bắt. Không thì cô đang dính líu tới một đám giang hồ. Tụi nó định xử lý chị em cô kìa. Anh đừng có mà lên mặt ở đây. Cút ra cho tôi. Chị hai, chị đối xử với anh Kiệt như vậy á, mà anh Kiệt anh còn giúp mình. Sao chị chưa chịu hối lỗi vậy? Em im đi. Tôi giúp cô là chuyện nên làm thôi. Từ khi tôi biết được bộ mặt thật của cô thì tình yêu tôi dành cho cô cũng đã không còn nữa. Chuyện giữa tôi với cô coi như kết thúc tại đây. Những vấn đề còn lại cứ giải quyết theo pháp luật đi. Thằng Kiệt nó yêu cô thiệt lòng. Nếu nó biết cô nợ nần thì chắc chắn nó cũng sẽ cùng cô gánh vác. Nhưng cô lại ích kỷ, chỉ coi trọng tiền tài mà đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi biết cô ghét tôi, ghét mấy lời dạy đời của tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói một lần cho cô hiểu. Tôi mong một lúc nào đó cô sẽ bình tâm nhìn lại mọi chuyện và nhận ra lỗi lầm của mình. Chào cô. Dì đi nghe. Dạ. Con uống miếng nước đi. Dạ. Con đừng đau buồn vì những người không xứng đáng với tình cảm của mình. Nhưng lời hồi nãy con nói là thật. Con đã thông suốt, không còn tình cảm hay đau buồn vì Quyên nữa. Nhưng nếu là trước đây lúc mới yêu Quyên đó, con mà biết sự thật này về Quyên, nhất định con sẽ vô cùng đau khổ, khó mà vực dậy như bây giờ. Tương lai của con lúc đó chắc là coi như chấm hết rồi. Từ trước tới giờ dì luôn lo nghĩ cho con,
Còn con thì từ trước tới nay chưa làm được chuyện gì cho dì hết. Vậy mà hôm trước con không cảm thông cho dì, cùng với con Thư ép dì đi tố cáo thằng An. Dì à, con xin lỗi dì. Người xin lỗi phải là dì. Dì nợ thằng An khi năm xưa không cứu kịp nó. Nếu thật sự nó làm hại con Phương thì dì sẽ không bao che cho nó. Còn việc đi vạch mặt nó với ông Phát thì dì không thể. Dì mong con hiểu cho dì. Con hiểu nỗi khổ tâm của dì mà. Bây giờ chỉ mong là mình tìm được con Phương mà thôi. Con nè, ngày mai mẹ sẽ liên hệ với báo chí, kêu họ viết bài minh oan cho con Phương. Nhất định phải cho con Vi đó bị trừng trị, chứ không thể nào hòa giải ngoài tòa như vậy được. Bên nhà đó cũng sẽ thuê luật sư. Mức phạt cao nhất theo con nghĩ chắc là cải tạo không giam giữ thôi. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ba chồng con vốn không ưa những vụ tai tiếng. Hết tình khốn đó rồi tới giờ sắp cưới của hắn, chắc ba con cũng tức giận. Nè, con thấy có phải con Vi đó nhận hết tội cho thằng khốn đó không? Đồng ý là những vụ của con Phương đó nó làm một mình, nhưng còn vụ của con thì sao? Mẹ không tin là thằng đó không liên quan đâu. Có thể chuyện này cũng một mình Vi làm thôi. Vi rất thông minh, nhưng mà yêu kiểu rất là mù quáng, hết lòng vì người mình yêu. Thằng khốn nạn đó, nó có điểm gì tốt mà không hiểu sao mấy đứa con gái cứ nhào vô nó là sao ta? Nè con, có phải con còn yêu nó có đúng không? Con chỉ hận hắn thôi. Có yêu thì mới có hận. Mẹ hiểu cảm giác này của con mà. Ngày xưa mẹ cũng yêu ba của con, rồi chuyển sang hận. Tới tận bây giờ mẹ vẫn còn hận ổng. Và mẹ hận luôn cả người đàn bà kia nữa, không buông bỏ được. Rất đau khổ. Mẹ không muốn con đi theo với xe đổ này của mẹ. Con có thể tranh giành tài sản với nó, loại bỏ nó, nhưng là vì bản thân của con, chứ không phải vì nó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con không phải là một đứa con gái si tình. Con biết tất cả những gì con làm chỉ vì bản thân con mà. Sao đường đông quá vậy trời? Hình như ở đằng trước có tai nạn giao thông hay sao đó mẹ. Dì nghe nè Thư. Alo, dì ơi. Dì Diệu bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải mổ cấp cứu ở trong bệnh viện. Dì Diệu thuộc nhóm máu cực hiếm ABRH trừ, nên bệnh viện không có. Dì có thuộc nhóm máu đó không dì? Không, dì nhóm máu B mà. Vậy hả? Vậy dì biết ai có nhóm máu đó đến bệnh viện Hạnh Phúc để cứu dì Diệu liền được không? Ờ, được rồi. Để dì hỏi bạn bè của dì coi sao rồi dì báo cho. Dạ. Vậy nha con. Nhóm máu đó hiếm như vậy, đâu có nhiều người có đâu. Đúng rồi. Ngày xưa lúc ăn mổ ruột thừa thì chính chị Diệu để truyền máu cho nó. Có lẽ cả hai cùng nhóm máu. Sao không nghe điện thoại đi? Dạ. Alo. An hả? Mẹ con đang bị tai nạn giao thông, chuẩn bị mổ cấp cứu trong bệnh viện. Bệnh viện không có nhóm máu của mẹ con. Con mau tới truyền máu cho mẹ con, mau lên đi nha. An, mau nha con. Bệnh viện nào? Bệnh viện Hạnh Phúc đó. Được rồi, tôi tới liền. Ngoại hả? Con có người bạn bị tai nạn đang cấp cứu. Bây giờ con tới đó có sao nha ngoại? Ừ, con đi đi. Con đi nha ngoại.
Thư, chị Diệu sao rồi con? Dì Thu, dì đang ở trong phòng chuẩn bị mổ rồi. Trời ơi. Dì, dì tìm được người truyền máu chưa? À, con kêu bác sĩ lấy máu liền đi con. Nhanh lên. Sao anh còn đứng đó nữa? Mẹ anh đang cấp cứu, nguy kịch đến như vậy mà anh không chịu truyền máu hả? À, truyền máu đi con, nhanh lên. Không lẽ con muốn thấy mẹ con chết sao? Xin lỗi, tôi có điện thoại. An. Nhóm máu cần là nhóm máu gì vậy dì? A, B, R, H trừ. Con với chị Diệu cùng nhóm máu mà. Dì Thu, dì bị sao vậy? Con là Quân. An nào ở đây? Con nghe dì nói dì Diệu cần truyền máu, cho nên sẵn tiện cô tới giúp. Mà tiếc, con không phải nhóm máu đó. Sao mà truyền được? An, con có còn là con người nữa không hả? Mẹ con đang cấp cứu mà con không nhận lại mẹ. Con cứu mẹ con hả? Anh dì không muốn lộ thân phận mà để cho mẹ mình chết. Lương tâm của anh đúng là bị chó tha rồi. Mợ, mợ đừng có nặng lời như vậy chứ. Tôi không cùng nhóm máu làm sao mà tôi giúp được. Thay vì mợ đây mà chửi tôi, chi bằng bây giờ đi tìm người cứu dì của mợ đi. Anh thằng khốn nạn. Dì Thu, mẹ mày nè, dì thương mày. Dì làm gì vậy? Nói tao phải đến chết mày mà. Gì đâu nha. Có chuyện gì vậy Thu? Làm cái gì vậy? Trời ơi, bị cái gì vậy Thu? Mày đánh lộn là sao? Chị Diệu, chị không có sao hết hả? Sao con Thư nó nói là chị mổ nằm ở trong kia? Hồi nãy chị đang dừng chờ đèn đỏ, có cái xe đen kia nó tông liên hoàn, nhiều người bị thương nặng lắm. Chị may mắn chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nên chị với bà Tuyết với con Thư hỗ trợ đưa mấy nạn nhân đó vô bệnh viện. Ủa, mà có chuyện gì vậy? Tôi với con Thư chỉ muốn giúp bà kiểm tra lòng hiếu thảo của con bà thôi kìa. Tôi cố tình giữ bà trong phòng hỗ trợ bệnh nhân để con Thư ở ngoài đây thử lòng nó. Con nói với hắn, vì là người bị tai nạn nằm ở trong phòng cần truyền máu để cấp cứu, nhưng mà hắn vẫn nhẫn tâm nói mình không cùng nhóm máu với gì. Con bà đúng là hiếu thảo thiệt luôn á. Nó đúng là không có lương tâm mà. Hên là chị không bị làm sao hết. Nè, mấy người giỡn đủ chưa? Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì tới bà hết. Đừng có giỡn nhiều trò nữa, tôi không có rảnh đâu. Mày. Gì? Dì thấy rõ bộ mặt thật của hắn rồi đó. Hắn không xứng đáng với tình thương của dì dành cho hắn đâu. Dì nghe lời con, dì đi gặp ba chồng của con đi. Dì mệt rồi, thôi dì về nghỉ. Thôi con đừng có tốn sức khuyên bả nữa. Bả sẽ không vì con mà tổn hại con bả đâu. Dì không ngờ con lại quá đáng như vậy. Dì à, tại vì dì nhất định không chịu đi xét nghiệm, con mới phải dùng cách này thôi. Con chỉ muốn vạch mặt hắn. Con làm như vậy có gì sai chứ? Con đã thay đổi quá nhiều rồi. Bây giờ con chỉ nghĩ tới việc hạ thần Quân để có được tài sản nhà nó. Con không còn quan tâm tới cảm xúc của dì con nữa. Con không thấy dì con đã rất đau lòng sao hả? Nè, là do mẹ con bả sai trước, bả đáng phải nhận hậu quả ngày hôm nay. Còn Thư bây giờ đúng là giống bà rồi đó. Bà nói cái gì? Ngang ngược, ích kỷ. Con, kệ bả đi. Nè, mình về đi, có gì mình tìm cách khác. Đi đi con. Chị, nó hết thuốc chữa rồi. Chị coi như không có đứa con như nó đi. Chị đừng khóc nữa mà. Chào. Quen thân lắm sao?
tới đây làm gì? Tôi với bà quen thân lắm hay sao? Mà bà lại kêu thám tử gửi hình bùa nhí của ông Hải cho tôi, còn kêu người theo dõi tôi để phát hiện gian tình của tôi. Tôi nói cho bà biết, tôi là tôi không thích chuyện ông ăn chả bạn nem, nên tốt nhất bà đừng có phí công phí sức nữa. Chính bà là người muốn ly dị anh Hải, và cũng được một mớ tiền để mở cái quán này rồi. Tại sao bà còn quay lại phá tôi? Là mày phá tao trước. Tao đã biết bộ mặt thật của thằng Bách. Nó đã khai với tao là mẹ con mày đã dùng tiền để thuê nó dụ dỗ tao ly dị ông Hải. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Tao sẽ vạch mặt mày cho ông Hải biết. Tôi cảnh cáo bà, tốt nhất bà nên an phận. Anh Hải từ lâu đã chán ghét bà. Ông Hải mà biết tôi làm chuyện này, ông còn cảm ơn tôi nữa. Bà không đấu lại tôi đâu. Mẹ. Dì Thấm. Mẹ mày lợi dụng tao, hai tao thua lỗ, bây giờ tao nợ ngân hàng mấy trăm triệu kìa. Hai tao phải xoay sở khó khăn, thế nào cũng bị quả báo. Làm ác quá, cho nên bây giờ con Phương nó lãnh đó. Dì ăn nói đàng hoàng lại đi. Chuyện quán phở là dì tự đầu tư, ai ép buộc gì? Còn chưa kể, chi nhánh của dì phục vụ không tốt, người ta lên Facebook người ta chửi thậm tệ cái chi nhánh của dì, ảnh hưởng tới hệ thống. Nể tình quen biết lâu năm, tôi chào dì một tiếng là lễ độ lắm rồi đó. Cái đồ hỗn láo khó ưa. Để rồi coi, có ngày chúng đánh phù mỏ cho mà hay. Hả, chảnh. Chị ơi, chị... Chị là người mẫu Lệ Thanh phải không? Dạ. Trời ơi, công nhận nhìn chị ở ngoài trẻ đẹp như gái đôi dạ, mưa vậy đó. Cảm ơn chị. Chị, em nghe quán chị đang tuyển tạp vụ hả? Em nè, em mấy chục năm kinh nghiệm luôn đó, làm việc nhanh nhẹn lắm, cái gì em làm cũng được hết á. Chị mướn em nha. Bộ chị quen với con Thư hả? Sao mà tôi thấy nó hỗn với chị dữ vậy? Nhỏ nãy hả? Trời đất ơi, em biết nó từ lúc nó mới sinh luôn đó, cả nhà nó không ai tốt lành hết chị ơi, hại em te tua luôn á. Mà nó còn cướp ông Hải của chị nữa mà. Chị, tính ra là hai chị em mình chung kẻ thù đó. Ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chị nhận em vô làm nha. Chị tới trễ rồi. Thật ra là quán của tôi đã tìm được tạp vụ rồi. Mà tôi cũng đang tìm điểm yếu của nó, tìm cách chơi lại nó. Mình cùng hợp tác nha. Kiếm được rồi sao chị không nói sớm? Em thì em rảnh thiệt, nhưng mà em không có rảnh hơi. Để thời gian đi kiếm việc còn hơn kiếm chuyện. Em đi nha. Thôi mà, ngồi xuống đi. Sao nóng dữ vậy? Tôi chưa nói hết câu mà. Chỉ cần chị giúp được tôi, tiền bạc không thành vấn đề, chị muốn bao nhiêu cũng được hết. Chị nói thiệt hả? Mà giúp cái gì? Mà con Thư nó có người yêu hay bộ cũ gì không chị? Ông Hải mà biết nó có qua lại với người yêu, thế nào ông cũng bỏ nó hả? Không làm được vợ của anh thì làm mợ của anh, bộ chị không biết sao? Chị nói vậy là sao? Là vậy. Tôi nghe mẹ nó nói á, ngày xưa nó yêu đương với sếp của nó là thằng Quân, cháu ông Hải. Sau đó á, rồi em nghe nó nói là nó cũng quen với con Phương nữa. Coi như một mình thằng Quân mà quen với hai chị em nó đó. Vừa cho đáng đời, hai chị em bị một mình thằng Quân gạt hả? Bộ hai đứa nó từng gặp bộ thiệt với nhau hả chị? Thiệt chứ sao không. Ê, chẳng lẽ mày muốn đầu thú sao? Mày muốn ngồi tù, muốn mất hết tất cả sao? Tao vô đi. Ông ngoại. Tao, con nghỉ phép đã đủ chưa? Nếu muốn nghỉ thêm nữa, để ngoại thông báo đình chức của con, cho con có thời gian nghỉ dài hạn luôn. Giờ con hồi phục rồi ngoại, ngày mai con sẽ đi làm lại. Bộ con có chuyện gì không vui sao? Dạ không có ngoại. Mà sao ngoại lại hỏi con như vậy? Từ trước tới giờ ngoại chưa bao giờ hỏi con chuyện riêng tư đúng không? Chỉ có học hành, công việc, nên con cảm thấy lạ hả? Dạ hôm nay con mà trong người thôi ngoại, con sẽ không lơ là công việc nữa. Ngoại đi nghỉ sớm đi ngoại.
Chuyện xảy ra chỉ là tai nạn. Mày đã cố gắng rất nhiều rồi. Mày không thể nào mất tất cả. Không thể ngồi tù được. Xin lỗi cô nghe, vì tôi có chuyện gấp cho nên tôi chạy ẩu nên đụng cô. Cô sao không? Tôi không sao đâu. Có cần đi bệnh viện không? Để tôi đưa cô đi. Thôi khỏi đi, lần sau chú chạy cẩn thận nha. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nghe. Dạ. Tôi chạy xe hơi nhanh nên đụng cô này. Cô có sao không? Không. Cho tôi xin lỗi nghe. Cô không sao rồi, cứ đi đi. Em đúng là khác trước nhiều quá. Không liên quan tới anh. Mà anh đứng lại chi vậy? Thấy người đi đường bị như vậy cho nên tôi tới giúp thôi. Với lại hôm nay cô cũng giúp tôi tìm cô Phương. Buông ra. Tôi vì thương con Phương với dì Diệu nên mới đi tìm phụ, chứ không phải vì loại người bạc tình như anh đâu. Tôi đã nói với cô rồi, trước khi đưa đơn đi dì, tôi với Nguyên cũng không có gì. Chính cô cấm sừng tôi trước mà. Tôi với anh Bách đã không có gì hết á. Anh đừng có mà vu khống tôi. Tôi đang tìm anh Bách để mà đối chấp. Sao bạn cứ ám mình hoài vậy ta? Kiểu này, nếu mình không dứt khoát như vậy thì chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp hơn. Mới mua thêm một sim điện thoại khác. Mày đừng có bám theo tôi hoài. Con Phương mất tích lâu như vậy mà còn chưa tìm thấy. Mẹ biết con có liên quan tới con Phương. Con cho mẹ biết con Phương còn sống hay không? Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì tới chuyện của Phương. Mày đừng có suy đoán lung tung nữa. Con đừng phạm thêm sai lầm nữa mà An. Mẹ thật sự không muốn mình phải tới công an để mà tố cáo con, nói ra những nghi ngờ của mẹ. Bà có đi tố cáo thì công an không có tin mấy cái lời vô căn cứ của bà đâu. An, nếu bà thực sự đi tố giác mày thì sao? Không, bà sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Bà sẽ không dùng cách đó. Vì như vậy thì bà đã giết tao rồi. Bà sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Chuyện đã tới nước này, sao mày không giả bộ ra tay lái để thanh toán bà đi? Nhưng mày đã lỡ tay giết con Phương đó. Mày nói cái gì vậy? Đó là mẹ của tao. Dù bà tao có như thế nào thì bà vẫn là mẹ của tao. Mày biến đi, biến cho khuôn mặt tao. Biến đi.